안녕하세요. Chúng ta đã cùng nhau đến với bài cuối cùng, bài số 15 của chương trình tiếng Hàn nhập môn với nội dung ôn tập tổng hợp. Bài ngày hôm nay các bạn sẽ cùng tôi xem lại toàn bộ quá trình chúng ta học từ bài số 1 đến bài số 15 với những kiến thức cơ bản nhất. Chúng ta cùng nhau xem. Ở bài này chúng ta sẽ không nhắc lại về phần nguyên âm, phụ âm và cách ghép âm như thế nào nữa. Phần đó chúng ta đã được học rất kỹ trong bài số 1, 2, 3, 4 và cũng đã được luyện tập rất nhiều trong quá trình chúng ta cùng nhau học đến bài ngày hôm nay. Suốt 15 bài chúng ta sẽ xem là trong tiếng Hàn những kiến thức cơ bản có gì quan trọng. Thứ nhất, các bạn đã biết về các thời thể trong tiếng Hàn. Giống tiếng Việt của chúng ta, tiếng Hàn cũng có các thời thể rất rõ ràng: hiện tại, quá khứ, tương lai. Mà hiện nay chúng ta đã biết được đến 3 hình thái cơ bản nhất của từng thì. Ví dụ, với hiện tại các bạn đã học những gì? Những hành động xảy ra tại ở hiện tại, đúng không ạ? Quanh thời điểm nói hoặc là thói quen của người nào đó. Chúng ta đã biết đến 버니다, 씁니다 trong câu gọi là câu cách thức lịch sự và là câu trần thuật. Tiếp theo câu nghi vấn thì là gì? 버니까, 씁니까. Khi nào thì dùng 버니다, khi nào thì dùng 씁니다. Động từ hoặc là tính từ không có phụ âm dưới chúng ta cộng với 버니다, có phụ âm dưới chúng ta cộng với 씁니다, tương tự với 버니까 và 씁니까. Dĩ nhiên, ngoài những động từ theo quy tắc cũng có những động từ không theo quy tắc đó. Mà động từ không theo quy tắc có thể kể đến ở đây là những động từ có đuôi là gì ạ? Có phụ âm dưới là r, đúng không ạ? Không theo quy tắc này, ví dụ như là 살다 sống, hay 팔다 bán, hay là gì ạ? 만들다, đúng không ạ? Với những động tính từ mà có đuôi phụ âm dưới là r như thế này, chúng ta không cộng với 씁니다 mà chúng ta làm gì ạ? Bỏ r này, coi như nó không có phụ âm dưới và cộng với 버니다 hoặc 버니까. Đó là đôi cách thức ở hiện tại. Tiếp theo chúng ta cũng học với đôi bớt cách thức hơn một chút xíu, đúng không ạ? Đó là a o u. Với a o u thì trần thuật cũng được mà nghi vấn cũng được. Khi nào cộng với ayo, khi nào cộng với oyo, chúng ta đã cùng nhau học rất kỹ ở bài số 8 và nhắc lại bài số 10 rồi. Chúng ta không cần nhắc lại nhiều nữa, đúng không ạ? Các bạn cũng nhớ là gì với ayo này, ngoài những động tính từ theo quy tắc, cũng có những động tính từ không theo quy tắc đó, có quy tắc riêng hoặc bất quy tắc. Tiếp theo, sau thì hiện tại chúng ta có thì quá khứ. Thì quá khứ cũng có gì ạ? Thể cách thức với đuôi nita, at osumnita hay at osumnika, và đuôi bất cách thức hơn at osoyu, at soyu, at osoyu, đúng không ạ? At soyu hoặc là osoyu. Thì quá khứ nếu các bạn nắm vững được thì hiện tại, nhất là của đuôi aoyu, thì việc biến đổi sang thì quá khứ quá rất đơn giản, rất đơn giản với các bạn. Và cuối cùng đó là bài ngay bài trước, bài số 14 chúng ta vừa học, đó là tương lai. U r ko yeyu, động tính từ không có phụ âm dưới chúng ta cộng với gì ạ? Lấy r này làm phụ âm dưới cho nó, cộng với co ye yo ở đằng sau. Còn động tính từ có phụ âm dưới chúng ta sẽ cộng với ơi co ye yo, đúng không ạ? Những hành động xảy ra trong tương lai và chủ ngữ có thể là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai hoặc ngôi thứ ba, tùy. Đó là ba thì đầu tiên mà chúng ta đã học trong tiếng Hàn. Ngoài ra còn rất nhiều các đuôi khác trong tiếng Hàn nữa với những ý nghĩa, chỉ khác nhau một chút xíu thôi về ý nghĩa về mặt thời gian. Tiếp theo, phần quan trọng thứ hai chúng ta học trong phần cơ bản nhập môn này, đó là phần tiểu từ. Chúng ta cùng xem. Tiểu từ đầu tiên chúng ta có ân hoặc nân. Ân hoặc nân, tiểu từ. Chính xác ra thì đây là tiểu từ có ý nghĩa nhấn mạnh hoặc đối chiếu trong tiếng Hàn. Thế nhưng chúng ta cũng có thể hiểu nó là như một dạng tiểu từ chủ ngữ được. Ví dụ câu đây là gì ạ? 저는 학생입니다. Tôi, đúng không ạ? Ở đây tôi là chủ ngữ của câu, và để xác định rằng tôi là chủ ngữ của câu thì bạn cộng với tiểu từ 는, 저는 학생입니다. Không có phụ âm dưới các bạn cộng với 는, còn có phụ âm dưới các bạn cộng với 은, đúng không ạ? Tương tự chúng ta có tiểu từ 이가. 이가 thì chính xác là tiểu từ chủ ngữ trong tiếng Hàn. 이가 mà đứng ở sau danh từ nào thì chúng ta sẽ hiểu ngay rằng danh từ đó là chủ ngữ của cụm mà có 이가 đằng 이가 đó, hoặc là của cả câu. Ví dụ, 오늘 날씨가 좋아요. 오늘 날씨가 좋아요. Ngày hôm nay, đúng không ạ? Hôm nay thời tiết đẹp. 가. Ở đây 날씨 chính là
chủ ngữ của 좋아요 đúng không ạ? Cũng như là 은는 có phụ âm dưới, các bạn cộng với y, không có phụ âm dưới chúng ta cộng với ka như thế này. Và thứ ba, chúng ta có tiểu từ bổ ngữ trong tiếng Hàn 을 và hoặc là 를. 을 và 를 đứng ở sau danh từ và thể hiện rằng danh từ đó bị cái động từ ở đằng sau 을 를 này tác động đến, tác động đến danh từ đó. Ví dụ 돈을 아껴 써요, ở đây chúng ta có 아껴 쓰다. Các bạn biết động từ 쓰다 rồi đúng không ạ? 쓰다 có hai nghĩa, một là viết, hai là sử dụng hoặc là dùng cái gì đó. Ở đây chúng ta có động từ ghép 아껴 쓰다, tiết kiệm, dùng, tiết kiệm. 돈을 아껴 쓰다, 돈을 아껴 써요, tiết kiệm tiền đúng không ạ? Dùng tiền một cách tiết kiệm, không hoang phí. 을, động từ 쓰다, động từ dùng ở đây tác động thẳng trực tiếp lên đối tượng này là tiền đúng không ạ? Các bạn dùng 을, tiểu từ 을, 를, tiểu từ bổ ngữ trong tiếng Hàn. Khi nào dùng cộng 을, khi nào cộng 를, các bạn thấy ngay. Khi danh từ có phụ âm dưới như thế này, các bạn cộng với 을, và ngược lại khi danh từ không có phụ âm dưới, chúng ta sẽ cộng với 를. Phần tiểu từ là một phần rất quan trọng trong tiếng, trong ngữ pháp tiếng Hàn, và nó cũng là một đặc trưng của từng tiếng Hàn. Có những tiểu từ có nghĩa và có những tiểu từ không có ý nghĩa đặc biệt mà chỉ có chức năng về mặt ngữ pháp mà thôi. Như ba tiểu từ này là chức năng về mặt ngữ pháp. Cũng nằm trong phần tiểu từ, chúng ta cũng biết đến tiểu từ e, trước tiên là tiểu từ e và tiểu từ e giỏ. Chúng ta cùng xem những ví dụ này để cùng nhớ lại những ý nghĩa chúng ta đã học của hai tiểu từ này. 침대 위에 고양이가 있어요. 침대 위에 고양이가 있어요. 고양이, con mèo, con mèo. 학교에 갑니다. 학교에 갑니다. 오늘 오후에 비가 왔어요. 비가 왔어요. Chúng ta có 고양이, con mèo. 비가 오다, trời mưa. Riêng từ này có nghĩa là mưa đã. 비가 오다. 사과 한 개에 천 원이에요. 사과 한 개에 천 원이에요. 집에서 아침을 먹어요. 집에서 아침을 먹어요. Tiểu từ e có những ý nghĩa nào trong câu đầu tiên? 침대 위에 고양이가 있어요. Đi với động từ 있다 hoặc là 없다 để chỉ gì đấy ạ? Sự tồn tại, sự hiện diện của vật ở nơi nào đó, đúng không ạ? Đây là sự tồn tại của con mèo ở trên cái giường. Tiếp theo, cũng vẫn là tiểu từ e đó, chúng ta có 학교에 갑니다. Đi với động từ chỉ, chuyển động 가다, 오다 hay là một số động từ khác nữa. Đứng đằng sau danh từ chỉ đợi điểm, chỉ hướng của hành động đó. Đó là ý nghĩa thứ hai của tiểu từ e. Tiếp tục, 오늘 오후에 비가 왔어요. 오늘 오후, buổi chiều hôm nay, đã mưa đúng không ạ? Buổi chiều ngày hôm nay là cụm danh từ chỉ thời gian. E cũng đứng đằng sau cụm danh từ chỉ thời gian để chỉ thời điểm đó nữa. Và câu thứ tư, 사과 한 개에 천 원이에요. Một quả táo thì là giá 1.000 won. Tiểu từ e này chỉ gì ạ? Sự tương ứng giữa hai bên. Một quả, bên này là một quả, bên này là giá tiền. Thế còn tiểu từ e giỏ, ý nghĩa quan trọng nhất của e giỏ chính là gì? 집에서 아침을 먹어요. Tôi ăn sáng ở nhà, nơi diễn ra hành động, đúng không ạ? Đứng đằng sau danh từ chỉ địa điểm nơi diễn ra một hành động nào đó. Ngoài ra e giỏ cũng có một ý nghĩa nữa, các bạn còn nhớ không ạ? Trong câu sau, 저는 미국에서 왔어요. 저는 미국에서 왔어요. Tôi đến từ nước Mỹ, đúng không ạ? Tôi đến từ nước Mỹ, ý chỉ rằng tôi là người Mỹ. Ở đây 에서 chỉ điểm xuất phát. Điểm xuất phát của chuyển động hoặc của hành động nói chung. Nhưng ý nghĩa quan trọng nhất vẫn là đứng sau danh từ chỉ nơi trốn để làm gì ạ? Chỉ rằng
hành động đó được diễn ra tại nơi đó. Và nhớ là phải là hành động. Hành động, động tác ấy ạ. Đó là tiểu từ e và e dò. Các bạn cũng thật là cần phải chú ý, bởi vì có rất nhiều bạn trong quá trình học tiếng Hàn rất hay bị nhầm lẫn giữa e và e dò. Tiếp theo, cũng trong phần tiểu từ chúng ta có tiếp tục với ý nghĩa là và, cũng, với, đúng không ạ? Và, với, dùng để liệt kê các danh từ. Chúng ta có các tiểu từ sau. Thứ nhất, và, qua. Và thứ hai là y rằng. Y rằng hoặc là y rằng. Ở đây không phải là chúng ta như thế này, phải như thế này, đúng không ạ? Không có cái này. Y rằng. Chúng ta xem ví dụ. Chờ qua thùng sẻng. Tôi và em. Hôm qua chờ ủi, đúng không ạ? Mùa xuân và mùa đông. Khi nào ạ? Danh từ đứng trước không có phụ âm dưới, chúng ta cộng với qua. Danh từ đứng trước có phụ âm dưới, chúng ta cộng với qua. Vẫn với danh từ trên, các bạn xem ví dụ hai ví dụ bên dưới. 저랑 동생. 봄이랑 겨울. Danh từ không có phụ âm dưới, các bạn cộng với 랑. Có phụ âm dưới như thế này, các bạn cộng với 이랑. 이랑. Dùng để liệt kê danh từ với ý nghĩa là và, với. Và oa qua và y rang này cũng được dùng với rất nhiều những từ khác, ý nghĩa là cùng. Ví dụ 같이, 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 cùng, cũng. Oa qua 같이, cùng với ai làm gì đó. Hay là 함께, ý nghĩa tương tự, cùng ai làm việc gì đó. 이랑 함께, 와 qua 함께. Đơn giản đúng không ạ? 저와 동생. 봄과 겨울. 저랑 동생. 봄과 봄이랑 겨울. Còn rất nhiều những tiểu từ khác cũng có ý nghĩa là và trong tiếng Hàn, chúng ta cũng sẽ biết sau. Tiếp tục là một tiểu từ khá quan trọng mà rất hay gặp trong tiếng Hàn, đó là tiểu từ tô. Với ý nghĩa là gì đấy ạ? Cũng. Cũng. Chúng ta hãy cùng nhau xem tô được dùng như thế nào. Ví dụ đầu tiên, 저도 학생입니다. 저도 학생입니다. Tôi cũng là học sinh. Ở đây có còn tiểu từ 은는이가 không ạ? Không, đúng không? Tô này đã đứng thay thế cho 은는 hoặc 이가 đó, thay thế cho 은는 và 이가. Tiếp theo, 우유, sữa. 우유도 마셔요. Uống, cũng uống sữa đúng không ạ? Uống cả sữa nữa. Ở đây, tô đã thay thế cho tiểu từ gì ạ? 을, 를, tiểu từ bổ ngữ. Thế nhưng, 오후에도 수업이 있어요. Và nếu không có từ tô này là thì vẫn câu vẫn có nghĩa đúng không ạ? 오후에 수업이 있어요. Buổi chiều tôi có lớp học. Buổi chiều tôi cũng có lớp học nữa. Tức là gì? Có thể là câu trước trong bối cảnh là gì ạ? Buổi sáng các bạn đã có lớp học rồi và buổi chiều các bạn lại có tiếp nữa. Như vậy, với tiểu từ e thì thời gian này thì tiểu từ tô này không thay thế cho nó được mà chỉ đứng đằng sau để bổ sung ý nghĩa thêm vào tùy theo trường hợp mà thôi. 오후에도 수업이 있어요. 하이 학원 학원에서도 영어를 배워요. Chúng ta lại có gì ạ? Tiểu từ 에서 với cụ 영어를 배워요, học tiếng Anh. Ở đâu? Không có từ tô thì là ở đâu đây ạ? Ở 학원, ở trung tâm đúng không ạ? Học tiếng Anh ở trung tâm. Nếu có từ tô chúng ta hiểu là gì? Ngoài học tiếng Anh ở trung tâm này thì còn học tiếng Anh ở đâu nữa? Ở nơi khác nữa, nhưng cũng học cả ở trung tâm nữa. Thì tiểu từ tô cũng không thể là thay thế ý nghĩa cho tiểu từ 에서 này, hoặc thay thế hoàn toàn hoàn được. Mà cũng như tô, cũng như e ở bên trên, tô chỉ được đứng ở đằng sau lưng để bổ sung thêm ý nghĩa cho 에서 mà thôi. Đó là một số cách sử dụng của tiểu từ tô trong tiếng Hàn. Tiếp tục chúng ta có tiểu từ chúng ta vừa học ở bài trước, đó là tiểu từ 으로. 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 학교로 가요. Hướng của hành động đúng không ạ? Bằng với tiểu từ gì đây ạ? E. Tuy nhiên khác nhau một chút xíu về mặt ý nghĩa. Đó là gì? 학교에 가요 có nghĩa là họ hiểu ngay bạn là người làm việc ở trường học đó, học sinh hoặc giáo viên. Tuy nhiên 학교로 가요 có nghĩa là bạn có việc gì đó mới phải đến trường mà thôi, hoặc là đi về phía trường chứ không phải là đến đúng địa điểm này.
사무실로 가요. Vẫn là chỉ hướng của hành động đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây chúng ta chú ý đến gì ạ? Khi danh từ kết thúc bằng r, chúng ta không cộng với euro mà cộng với ro, đập nối thành lô. 돈으로 샀어요. Mua bằng tiền đúng không ạ? Mua gì thì ở đây tôi không nói đến. 돈으로 샀어요. Chỉ gì đây ạ? Phương tiện. Và danh từ có phụ âm dưới các bạn cộng với euro. 베트남 말로 말해요. Chúng ta có 말하다. Nói. Hành động chúng ta đang làm đấy ạ. Nói. 말하다. 베트남 말. Chính là bằng với 베트남. Ồ. Tiếng Việt Nam. Tiếng Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam. Chỉ gì ạ? Phương tiện đúng không ạ? Cách thức phương tiện của hành động đó. Đó là tiểu từ euro. Ngoài ra còn rất nhiều tiểu từ chúng ta đã gặp qua, thoáng qua trong từ đầu đến giờ. Có thể kể đến như là gì? Tiểu từ ê kê hay là một số tiểu từ khác nữa đúng không ạ? Chúng ta phần tiếp theo đó là những từ để hỏi mà chúng ta đã biết, chúng ta đã cùng nhau học. Ở đây chúng ta có từ để hỏi đầu tiên, muốt, cái gì? Muốt, cái gì? Và từ muốt này chúng ta lại có mở rộng ra được là gì ạ? Mù xin cộng với danh từ. Mù xin cộng với danh từ. Tiếp tục, ở đi. Ở đi là gì ạ? Ở đâu, ở đâu? Nù cù, ai, người nào? Ồi ma, bao nhiêu? Ồn dề, bao giờ? Và mệt. Sau mệt này cũng phải cộng với một từ nào đó nữa. Bao nhiêu đúng không ạ? Mấy, mấy, bao nhiêu? Với từ mù xuân này, các bạn cộng danh từ mà các bạn đã được học danh từ gì đấy ạ? Yo, il. Cùng nhau nhớ lại những từ chỉ thời gian chúng ta đã học trong bài số 12 buổi trước. Muot, odi, nugu, olma, onje, miệt. Những từ này các bạn sử dụng rất nhiều trong hội thoại hàng ngày. Cố gắng nắm vững được và các bạn giữ ứng dụng trong các ba phần hội thoại của chúng ta. Tiếp theo phần khá quan trọng mà chúng ta đã cùng nhau học đó là phần số từ. Nhắc lại, số từ trong tiếng Hàn có hai hệ thống: số Hán Hàn và số thuần Hàn. Số Hán Hàn là những số nào đấy ạ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng không ạ? Thế còn số thuần Hàn là những số như thế nào? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Ứng dụng của hai loại số này cũng khác nhau. Các bạn đã học những ứng dụng nào của số Hán Hàn? Đọc, đếm, đọc số này, đúng không ạ? Nói gì ạ? Phút này, ngày tháng năm này. Thế còn số thuần Hàn thì sao? Số lượng, rồi giờ. Ví dụ ở đây một số ví dụ tôi đưa ra. Số tiền này, số lượng này, thời gian này. Đúng không ạ? Thời gian. Chúng ta cùng xem ví dụ. Bao nhiêu đây ạ? 1, 2, 3, 4, đúng không ạ? Mấy man? Một man. Man 2000 won. Man 2000 won. Tiếp tục 1, 2, 3, 4 đếm từ bên phải về. Chúng ta có mấy man ạ? 10. Như vậy là 10. Đúng không ạ? 10만 8500 won. Đó là về số tiền. Chúng ta cũng đã luyện tập nhiều rồi. Về số lượng chúng ta có. Nhắc đến số lượng chúng ta nhắc đến một khái niệm nữa đó là gì ạ? Danh từ phụ thuộc. Cái, con, chiếc, tấm, đúng không ạ? Tha quả, quả táo, 20 ke, đúng không ạ? Tha qua, 20 ke, 20 bạn còn nhớ không ạ? Tha qua, 20 ke, tha qua, 20 ke. Hay, học sinh, người, danh từ phụ thuộc chỉ người là gì? Miệng, học sinh, thù miệng, hai học sinh. Thời gian thì sao? 1:30, đúng không ạ? Giờ chúng ta nói bằng số thuần Hàn. Phút chúng ta nói bằng số Hán Hàn. Chúng ta có 1시 30분. 1시 30분. Nhưng đúng 30 phút này chúng ta cũng có thể nói là 1시 반. 1시 반. 12:45. Bình thường gọi thì nói là gì ạ? 12시, đúng không ạ? Số thuần Hàn 12시 45분. 12시 45분.
Tuy nhiên, 12 giờ 45 cũng có nghĩa là 1 giờ kém 15. 1 giờ kém 15 các bạn sẽ nói như thế nào? 1시 đúng không ạ? 1 giờ 1시 15분 và thêm từ gì ạ? 전 ở đằng sau có nghĩa là 1 giờ kém 15. Ngoài ra các phần này chúng ta còn nói về thời gian ngày, tháng, năm, nhưng phần đó khá là dễ, tôi không đưa vào phần này nữa. Đó là một số nội dung chính đúng không ạ? Quan trọng mà các bạn cần nắm được sau khi chúng ta cùng nhau đi hết phần tiếng Hàn nhập môn 15 bài. Và phần tiếng Hàn nhập môn của chúng ta sẽ dừng tại bài số 15 ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi sau nữa. 감사합니다.